Lại là tiết mục full cam. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 mọi người nha. Đấy. Hôm nay nhà vườn mình lại tiến hành phun phòng trừ sâu cắn lá, lộc đang ra rất là nhiều mọi người nhá. Cộng theo là mình dưỡng quả. Đấy. Thì mình phun những cái loại gì, mình xin làm video chia sẻ với mọi người. Cam lòng vàng của nhà mình năm nay sai lắm mọi người. Quả rất là to luôn. Cam đường canh cũng ok mọi người nhá. Hôm nay mình xin làm video chia sẻ mọi người. Đây, mấy thứ đây. Phải kể đến thứ nhất là mình phòng trừ sâu cắn lá. Bây giờ lộc nó đang ra rất là nhiều mọi người nhá. Đấy, thì đây là một trong những cái trị rất là ác luôn. Sâu cắn lá là con cung cấu đấy, xẹt Sài Gòn mọi người nhá. Nhất là xẹt Sài Gòn. Đấy. Đây là lọ xẹt bé thôi. Tại vì bẻ sau này ít hơn nên là mình hòa sẽ mình mua gói chai bé này, một chai to này thì hòa 1.000 lít nước, còn chai bé này thì hòa 100 lít nước một lọ này. Đấy. Nó đều là xẹt hết mọi người nhá. Đây, nó đều là xẹt hết. Xẹt thôi. Đấy. Đây là loại thứ nhất của nhà mình phun. Và loại thứ hai mình phun đó là thằng dưỡng quả. Đấy là một loại thuốc sâu thôi mọi người nhá. Còn mình phun phân bón lá dưỡng quả thì mình phun bằng dòng đa lượng này. Đây. Gói đa lượng 20-20-20 cân đối này mọi người nhá. Bổ sung dưỡng chất cho nó ở trên. Cây nó rất cần thiết. Giai đoạn này quả nó đang xù vỏ, nó đang cần dưỡng chất đa lượng rất là lớn. Thế nên là mình bổ sung cái thằng này. Thì một gói này mình hòa 1.500 lít một gói. Bình thường là gói này hòa 1.000 đến 1.200 lít nước. Nhưng trong giai đoạn nắng nóng này thì mình hòa loãng hơn. Thì mình hòa thành 1.500 lít nước một gói này mọi người nhá. Đấy, mình hòa. Và loại thứ hai là loại sâm biển. Loại sâm biển này là dạng axit amin hay còn gọi là amino acid đấy mọi người nhá. Amino acid với cả axit amin nó là một. Người nào thích gọi amino acid thì gọi, mà thích gọi là axit amin thì gọi. Đấy. Như mình thì mình cứ hay gọi axit amin. Nó là sâm biển đấy mọi người nhá. Phun cái này cực là tốt luôn, nó làm cho mát cây, mát lá. Đặc biệt là trong cái mùa nắng nóng này thì mọi người bổ sung cái thằng này cho nó xanh lá, mập lá, mà mượt lá đẹp, cam nhỏ, cam to đều phun được hết mọi người nhá. Thì cái thằng sâm biển này mình hòa là bể nhà mình hai khối rồi. Thì mình hòa 3 chai, 3 chai sâm biển đấy mọi người. Đấy, 3 chai sâm biển. 700 lít một chai. Tầm 650 lít một chai. Và loại thứ ba mình phun dưỡng đợt này đó là mình phun thêm thằng amino canxi. Có nghĩa là dạng axit amin canxi đấy. Có nghĩa là nó là dạng amino canxi, là nó chỉ có axit amin và canxi không. Một chai này thì mình hòa 500 lít nước, bổ sung canxi từ sớm để hiện tượng dưỡng trái và nó làm cho chống lứt luôn. Thế nên là mình sẽ bổ sung ngay từ sớm. Còn đến giai đoạn sau tầm khoảng 25 thì mình mới cuộc chống lứt thực sự. Đấy. Còn như bây giờ thì mình phun phòng thôi và bổ sung dưỡng chất cho nó. Thì một chai này mình hòa 500 lít nước mọi người nhá. Đấy, mà hai khối nên là mình đây là 4 chai này. 1 2 3 4, 4 chai. 4 chai amino canxi mọi người nhá. Cái bể nhà mình có hai khối thôi. Đấy, mình hòa lần đang phun rồi mọi người ạ. Đấy là một bể, một lần nhà mình phun là hai bể. Thế nên là bể một đang phun và bể thứ hai thì mình để sẵn đây để bắt đầu mình sắp sửa mình hòa đây mọi người nhá. Đây. Đây là số nước. Đấy. Thì xin làm video chia sẻ với mọi người. Các bác ai cần đến những cái mặt hàng như mình đang phun thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại ở góc phải của màn hình mọi người đang nhìn, lên số điện thoại Zalo của mình đấy. Thì mình sẽ gửi hàng cho mọi người nhá. Còn cam đường canh của nhà mình này. Quả đây. Đến giai đoạn như bây giờ là mình thấy ok mọi người nhá. Quả này. Bây giờ là đậu ở đấy mọi người nhá. Quả rất là nhiều luôn. Đây. Ok chưa mọi người? Quả này. Đấy. Thôi mình đang phun thuốc nên là mình làm video đến đây thì mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Những bác nào cần đến mặt hàng như mình đang phun thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại ở góc phải màn hình. Mình sẵn sàng mình chia sẻ nguồn thuốc với mọi người nhá. Đến đây mình xin nói lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người ạ.